Trước tiên thì cho em được gửi lời chào đến tất cả các anh các chị, cho mình được gửi lời chào đến tất cả các bạn, và cho chị được gửi lời chào đến tất cả các em. Chị là Quyên VH, là phó chủ tịch đoàn K47. Hôm nay thì mặc dù là không được ngồi cùng với mọi người ở Skyline Thái Hà, nhưng chị cũng rất là vui vì cũng đã rất là lâu rồi mà cả nhà mình không có gì mà đúng đủ nhau như thế này. Đối với chị thì mỗi khi nghĩ HRC thì chị nghĩ về một gia đình. Đó là một gia đình mẹ đã chứng kiến từng bước đi của chị từ lúc từ những ngày đầu tiên ở trường đại học cho đến ngày hôm nay. Chị đến với HRC nó là một cái duyên, và chị ở lại với HRC thực sự là một cái nông. 4 năm không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng đủ để chị cảm thấy bình yên khi chị nghĩ về nó, đủ để chị cảm thấy rằng là thực sự là chị đã có một tình yêu ở HRC. Chị nghĩ rằng là đây không chỉ là cái cảm xúc chủ quan của chị, mà sẽ là cảm xúc của tất cả những ai đã, đang và sẽ là HRC. Chị nghĩ rằng và chị tin rằng là mọi người đều có chung cảm xúc đó. Một điều nữa chị muốn nói về ban chủ tịch K48, chị muốn dành cho Yến, Hà và Cường, muốn dành cho các em lời cảm ơn. Thời điểm này của một năm trước, khi mà chị, Tiến Anh và Hoàng Anh cân nhắc và suy nghĩ đặt ba đứa vào vị trí như ngày hôm nay, thì đó không phải là một quyết định dễ dàng. Nhưng khi đã quyết định rồi thì bọn chị không hề hối hận. Bọn chị tin là bọn anh sẽ tiếp tục gắn bó, sẽ tiếp tục truyền cho các thế hệ tiếp theo của HRC tình yêu mà các anh chị từ thế hệ trước đã truyền lại. Và thực sự đến ngày hôm nay thì chị cảm thấy rất tự hào về những điều mà các em làm được. Thực sự phải nói rằng là chị cảm ơn ba đứa rất là nhiều. Nhưng nếu mà chị nói cảm ơn ba đứa thì sẽ không bao giờ là đủ. Chị muốn dành lời cảm ơn đó cho K48, 49, K50 và tất cả những HRC khóa sau nữa. Cảm ơn các em đã cùng ở lại, cùng gắn bó, cùng đồng hành với HRC trong tất cả những chặng đường, trong tất cả những khó khăn và đến ngày hôm nay. Thực sự chị phải cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và cuối cùng thì chị muốn dành một lời nhỏ cho Yến PTH. Yến là mentee của chị còn ở việc làm đúng không? Và chị vẫn rất còn rất là nhớ cái cảm xúc của chị khi mà chị chấm CV của em, và chấm em lúc teamwork, chấm em lúc phỏng vấn, và cả những ngày đầu tiên khi mà mình cùng họp ở việc làm đối ngoại. Cái chặng đường mà chị được đi cùng Yến, đi cùng với cả HRC thì nó khá là dài, và chị cảm thấy đó là một điều rất là may mắn vì chị đã học được ở Yến rất là nhiều điều. Chị phải cảm ơn Yến một lần nữa. Và nếu có cơ hội thì chị rất mong sẽ được gặp em ngày nào đó ở Sài Gòn. Chị muốn dành cho HRC tất cả những chúc tốt đẹp nhất. Và nhưng chị nghĩ rằng là những gì tốt đẹp, những gì hay nhất thì tất cả các bạn, các anh, các chị và các em đã dành cho HRC rồi. Bản thân chị thì chị chỉ dành cho HRC một chữ thôi, đấy là chữ tin. Khi các em đã tin vào những gì mà các em đã chọn thì các em hãy đừng bao giờ hối hận và hãy kiên quyết với nó, đi về nó đến cùng, chắc chắn là các em sẽ thật tình về tình yêu của mình. Chị cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Xong rồi.